chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của cây tùng trong thư pháp Việt. Cây tùng là loại cây đặc biệt thường sống ở những nơi có khí hậu khắc nghiệt, khô cằn, thách thức mọi giới hạn của thiên nhiên, vẫn quanh năm xanh tốt và phát triển. Hình tượng đó được khắc vào những bức tranh cây tùng với ý nghĩa cầu chúc cho sự trường thọ và may mắn. Ngoài ra, trong quan niệm xưa, cây tùng còn là đại diện cho khí tiết của người quân tử, thách thức mọi giới hạn trong cuộc sống để tạo nên bản sắc riêng của mình. Ý nghĩa của cây tùng trong phong thủy đó là mang lại tài lộc thịnh vượng, giữ tiền cho gia chủ, xua đuổi ma quỷ nhờ sức sống mãnh liệt của mình. Cây tùng tượng trưng cho khí chất nam nhi, trong thời tiết giá rét đầy khắc nghiệt nhất, loài cây này vẫn vươn lên kiên cường vượt xa, xanh tốt qua năm, thể hiện đạo đức người quân tử, mang điều tốt đẹp cho đời. Nó còn là hình tượng của bậc nam nhân cương trực, ý chí bản lĩnh, hai vị tướng trung kiên đạo nghĩa, ý chí phi phàm, luôn góp phần không nhỏ truyền dạy lễ nghi, đạo đức, văn hóa truyền thống, hình thành nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Chúng ta cùng tìm hiểu đặc điểm của cây tùng. Cây tùng là loại cây có tuổi thọ lâu năm, họ lá kim, có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới. Cây mọc thẳng đứng, có khá nhiều cành và lá nhỏ nhọn, mọc bao quanh từ thân gốc đến ngọn. Các loại cây tùng phổ biến hiện nay gồm có tùng bồng lai, tùng la hán, tùng thơm, tùng bạch. Trong tự nhiên hiếm loại cây nào có sức sống mạnh liệt như tùng. Người ta luôn nhắc về nó với cái tên chúa chùm thảo mộc và sự kiên cường, dễ sống trong những điều kiện khắc khổ và cần có nhất. Bên cạnh đó, ông bà ta ngày xưa vẫn thờ hương tâm niệm tùng là một loại cây linh thiêng, khi có thể xua đuổi tà ma và trấn áp những nguồn năng lượng xấu. Nhân gian kiên nhận nhau rằng nếu ăn được quả cây này còn có thể trường sanh bất lão. Thế nên ở một số nơi đến bây giờ người ta vẫn còn định nghĩa phong thủy rằng loại cây này mang đến sự trường thọ. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ các bạn ý nghĩa của chữ thọ trong câu thọ tỷ nam sơn bách lão tùng. Trong tiếng Hán, kiến thọ có nghĩa là sống lâu đời ân phúc. Đây là ước mơ ngàn đời của con người. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta thường bắt gặp chữ thọ được viết cách điệu trên các sản phẩm đồ gỗ, trang phục hoặc các hoa văn trang trí. Núi Nam Sơn thuộc thành phố Tam Á. Tam Á là thành phố lớn thứ hai của đảo Hải Nam Trung Quốc. Ở núi Nam Sơn thời xưa có rất nhiều chúc, nhiều đến nỗi không đếm xuể, nên người ta thường ước mình sẽ thọ đến mức không đếm được tuổi như rừng trúc, không đếm nổi có bao nhiêu cây trúc. Vì thế, chúc thọ người già, các nhà thơ Trung Hoa đã ví von thọ tỷ Nam Sơn là vì thế. Nên thọ tỷ Nam Sơn có nghĩa là ví tuổi thọ của người cao tuổi, nhiều như rừng trúc ở núi Nam Sơn. Câu đầy đủ, thọ tỷ Nam Sơn bách lão tùng, nghĩa là tuổi thọ nhiều như cây trúc ở Nam Sơn và sức khỏe dẻo dai bền bỉ, hàng trăm cây tùng già trên núi Nam Sơn. Mình vừa chia sẻ với các bạn về ý nghĩa cây tùng trong đời sống văn hóa Việt Nam, cũng như ý nghĩa của cây tùng trong thư pháp phương pháp Việt và ý nghĩa của câu thọ tỷ Nam Sơn bách lão tùng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tiếp theo. Xin mời các bạn xem mình vẽ hoàn thiện tác phẩm nhé.